Ơi đấy, nhặt được cây nào thì nhặt nha. Bán thì chắc là 2 triệu rưỡi 3 triệu một chậu. Cây có cả chậu rồi. 2 triệu rưỡi 3 triệu một chậu. Đây. Đấy, hoa hồng đào cổ đây. Thì đó, mày đứng gần mấy cây đi, xong rồi đến chuyên mục của tao nào. Mày đi vòng vòng quanh mấy cây đi. Vòng vòng quanh mấy cây, hai cây ở trước cửa kia thì thôi thôi bán cho khách người ta ấy là được. Còn những cây sản phẩm ở đây thì đấy. Cao cây giơ tay cao lên. 2 mét cả chậu. Hơn 2 mét đấy. 3 phân, thân tít là 27, 28 thì 3. Nói chung là từ 2 mét 2. Thân này thì 8 mét 4 à? Giơ tay ra nào. 8 mét 6. Đấy, 8 mét 6. Cao cây thì như cây này là 2 mét 2 trở lên. 2 mét 2 trở lên. Đấy, có thoát thân. Có mẹ. Gốc này thì to. Đấy, cái gốc thì to nhá. Gốc thì to. Gốc này dự trù đâu đó là tầm 6 phân. 5 phân, 6 phân. Thân thì vanh 16. Đấy, thoát thân thì 2 4 6 8. Thoát thân 1 mét. Đây. Là 2 triệu rưỡi 3 triệu một chậu. Đây. Có những cây thì nói chung là tán nó hơi nơ sơ một tí. Nhưng mà cái loại hoa hồng này thì nói chung là anh em chúng nó cũng sợ rồi. Nó bán rẻ như hàng phôi. Gốc thì to đấy, gốc to đấy. Gốc như này thì đấy, mọi người thích hàng rẻ thì hàng rẻ. Đây là 15 16. Gốc ấy, gốc vanh 15 16. Đây là còn đo trên đấy nha, đo củ này thì to. Củ ấy phải 6 phân. Thân này tầm hơn 3 phân. Nó tầm 3 phân 2 thân này. 2 phân 8 đến 3 phân 2. Đấy. Cây nào cũng như thế. Cao cây như này là cây này phải 2 mét. Chậu này là chậu đẹp bao nhiêu này. Lục giác là 2 4 6. Lục giác 70. Chậu là chậu 70 hay chậu bao nhiêu? 60. Chậu 60 à? Cây sơ sơ thì thôi né nó ra nhá. Đây ví dụ như cây này nó lệch tán này. Cứ lấy trước thì là cứ cây đẹp mà lấy. Thế thì chụp mấy cây đi. Để người ta hỏi thì vào ấy. Anh Tinh tí vào em chơi ăn cơm không? Mày bây giờ lại lang thang ở tận đây à Khang Linh? Anh giải quyết lốt cho thằng bạn này xong rồi ăn mấy quả khế của nó xong rồi về. Còn con cái còn bao nhiêu thứ. Đây là cây này đầy lục lộc lụ này. Nhưng mà cao như cây này thì cũng được 2 mét. Cơm nước gì tầm này. Đó, đâu. Mày sao lại lạc tận đây hả em? Giải quyết cho nó xong. Tại vì là nhận cái kiểu phó thác con côi này từ trong năm. Nhưng mà khổ lỗi lúc ấy là đang. Nó cứ bảo là ông giải quyết hết cái loại này khế khiếc các thứ mới. Cả các thứ thì tôi chả cần giải quyết. Nhưng mà phải giải quyết sớm cái bọn này. Mình bảo cứ để nguyên đấy, giữ nguyên hiện trường. Nhưng mà Tết nhất thì xong cái vấn đề. Đề gì nhỉ? Đào điếc các thứ thế là bận không làm gì được ấy. Thế là thôi bảo là giải quyết cho bạn nó. Khế thì rất là sai. Đấy. Gia đình là cũng không. Đang về đây. Bán hoa hồng là chủ yếu mà. Nói chung là cái tầm Tết này hoa hồng nó đang đẹp nhưng mà vào thằng bạn tôi nó chăm kém quá. Nhưng nó được cái là giá rẻ. Giá này so với cái tầm bây giờ là rẻ đấy. Cao như này là cao từ 2m, 2m2. Thằng em tôi nó bảo là vào anh vào ăn cơm, vào nhà em ăn cơm nhưng mà còn tí còn con cái ấy. Bây giờ xong cái hoa hồng mấy khế này nữa là thôi đi về. Định cho các bạn xem cái vườn hồng đẹp nhất Việt Nam. Nhưng mà ông anh ông đóng cửa. Thế là thôi cái Thủy nó bảo là thôi ra chụp cây cho khách rồi đi về. Nhưng mà nhớ đến thằng bạn còm giom này thế nào. Như cây này cũng đẹp này. Tán cũng tạm được. Thoát thân thì cũng cao. Thân của nó như thế này là nó tầm 2 phân 7. Chỗ này tầm 2 phân 7 này. Nây cũng khá là đều. Thoát thân cao. Nếu cả chậu của tôi như thế này là tầm 1m55. Còn nếu mà đo mỗi thoát thân không thì 2, 4, 6, 8, 10, 12. Thoát tầm 1m4. Đấy. Củ thì rất là to. Củ này tầm 6 phân. Đấy, bộ rễ cũng rất là đẹp. Như cây này cũng khá là đẹp. Nhưng mà cái chậu này hình như chậu 5 năm thôi. 2, 4. Chậu nó bảo chậu 60 nhưng chậu này chậu 5 năm. Lục giác 5 năm. Hàn khung mới tuyếp tiếp các thể loại. Nhưng nói chung là nó là hàng rẻ thôi.
còn nó chưa phải là hàng đẹp. Ôi kinh, thằng này nó lấy cái chậu này làm đéo gì nhỉ? Chậu này là chậu gì, đéo gì đây? Giả gỗ à? Chậu nhựa giả gỗ. Nhựa giả gỗ. Cho khế. Cho khế vào. Đấy, ví dụ như là quay trước cho các bạn như thế này này. Mà bây giờ các bạn cũng ấy này. Đây là các cái hàng Tết, kiểu khế Tết này. Em âm thầm mà lặng lẽ. Đây, khế Tết này này. Các ông nào mua khế của mình là đến tầm này là cây của các ông toàn như này hết. Đấy, không có triệu chứng rán 502 đâu. Toàn như này. Kênh bây giờ, kênh TikTok này là lớn nhất của tôi rồi. Trước đấy thì có cái kênh kia nhưng nó không được phát trực tiếp ấy. Đấy, cái loại hoa hồng thì đồng giá là 2 triệu rưỡi 3 triệu nha, một chậu nha. Đây, gốc thì rất là to. Còn đến cái dòng khế này thì 3 triệu một chậu. Đấy. Rất nhiều quả. Và nó là quả thật. Mẹ đi cái chỗ mà vòng xoáy Văn Giang ấy nhỉ. Bà con ế bưởi, bà con cắt na liệt ở gốc. Nhưng khế này này, rung còn chả rụng. Đấy. Rất xài. Hôm nay chụp ảnh lên thì cũng ra gì đấy. Hiểu không? Khế này quá bền luôn. Trời mút mùa. À kia nhìn cái cây to gì. Hôm nay thì cũng chưa ấy khế nhưng mà chuyên môn của anh em thì cũng cả khế này. Toàn khế, cả khế chua cả khế ngọt nhá. Cây này chua. Đấy. Nhiều ông cứ hỏi khế chua nhưng mà khi quay khế chua là đéo mua. Này. Kìa nhờ. Hoa hồng thì cứ 2 triệu rưỡi 3 triệu một chậu. Đấy. Thì bảo cái Thủy ấy, thì nó gửi ảnh cho xong rồi nó chốt giá. Ông nếu mà các ông ấy thì cưa đôi lấy nửa thế nào cũng ra thì 2 triệu 7 đi. Nó bảo 2 triệu rưỡi 3 triệu tùy theo cái hứng của cái Thủy. Nó lo ấy như thế nào. Đấy, còn khế đây này. Mẹ kinh nhỉ. Khế nhìn kích thích thật. Tết chả mua khế gì ủng hộ gì. Toàn mua cái đéo gì ấy. Sai không? Kinh. Qua Tết rồi nó vẫn cứ treo lủng lẳng như này. Đây như cây này đẹp này. Kiểu 5 năm vừa rồi là mình cũng toàn bán hàng cao cấp ấy. Quay nơ vơ rồi chứ còn này, nhìn này. Ui, nhiều lắm. Có một cái tổ chức nào đấy thống kê ra cây khế này bao nhiêu quả thì cũng ghê thật. Kinh không? Nó còn ra riêng rồi nha, Tết rồi nha, xong rồi rụng này. Xong rồi cứ mỗi lần mình qua là mình lại vặt vài quả mà. Mẹ nó sai. Nó do cái giống khế đấy. Cái thời gian đâu? Này. Ui, không đếm được. Cái hàng này cũng rẻ mà. 3 triệu bạc. 3 triệu đúng không Thủy? Đây. Nhiều phết đấy. Thằng dở này là nó giải quyết xong cái loại này là nó đánh hết khế ở dưới đất lên đấy. Đánh hết cả khế ở dưới đất lên. Giải quyết hết hoa hồng này. Rất là nhiều hoa hồng nha. Đây như cây này cũng đẹp này. Đấy. Hôm nay còn có triệu chứng khản giọng như thế này. Chắc ốm rồi. Giá như thế thì đấy, các bạn lấy được chậu nào thì lấy. Đấy như chậu này này ấy này. Còn như tôi thì tôi cũng biết là cây nào đẹp thì thôi, đẹp thì cho đi trước. Đấy. Đấy. Cao thì như bọn này là từ 2m2. Để tí nữa tôi chụp cái ảnh tôi đăng lên thì xem ai lấy thì lấy. Sung siếc này, trả quả mẹ thì. Ra riêng thì ngày rộng tháng dài thì mới ấy được. Hôm nay có quả cây khế, cây khiếc này thế nào. Quay cho vui cửa vui nhà. Hết rồi. Còn mỗi khế rồi. Thôi được rồi, cho mọi người nghỉ đi. Tôi ra đây tôi chụp cái ảnh cho. Đéo sai bằng bọn kia. Cây dở này nó cắt hết lá đi này. À. Đấy. Bao nhiêu quả rụng nha. Đẹp như này không mua. Để tôi chụp cái ảnh đã nhá.